BB Trần xin chào tất cả các bạn khán giả. Tại sao bạn lại quyết định tham gia buổi Pride Zone ngày hôm nay? Thực ra thì BB rất là thích tham gia những cái hoạt động của cộng đồng LGBT. Và trước đây BB cũng có từng tham gia rồi, nhưng mà do là sau này là cái lịch làm việc của mình cũng khá là bận, cho nên là có những cái buổi mình không có tham gia được thôi. Nhưng mà hôm nay thì vào một cái tháng tự hào của cộng đồng nữa, cho nên là chắc chắn là BB phải tham gia. Cảm nhận của bạn về không khí và con người ở buổi Pride Zone? Phải nói là rất vui luôn á mọi người. Tại vì ở đây ai cũng rất là hào hứng. Và phải nói là tất cả các bạn đang chuẩn bị sẵn sàng để cho cuộc đua ngày hôm nay. Và mọi người ai cũng xinh, ai cũng đẹp. Và chắc chắn là đẹp sẽ là một cái buổi sáng tuyệt vời. Một câu nói chuyện cảm hứng cho các bạn trẻ chưa dám come out. Với một cái thời buổi hiện đại như bây giờ thì BB mong là tất cả các bạn sẽ tự tin hơn, bản lĩnh hơn, thoải mái hơn để cho chọn cho mình một cái cuộc sống mà sống là chính mình. Thì khi đó thì mình mới cảm giác là đây mới là một cái cuộc sống mà đáng sống. Tại vì BB nghĩ mà cuộc đời mà chỉ có một lần thôi, tại sao mình không dám sống với cuộc đời của mình chứ, đúng không các bạn? Nên là các bạn hãy tự tin, thoải mái, sống thật.